Xin chào tất cả anh em nha. Thì bữa nay mình tiếp tục review chia sẻ với anh em về quay đầu tiên nha. Thì cái quay ở trên tay mình đang cầm đó là quay protein gà nha anh em. Chicken protein isolate. Protein gà cô lập á. Thì cái này nó khác với lại mấy cái lọ quay protein kia. Mấy cái lọ quay kia thì nó làm như là quay làm từ thịt bò. Quay làm từ sữa bò. Thì cái quay làm từ thịt bò thì bây giờ rất ít nha anh em. Bây giờ chủ yếu đa số là quay được làm từ sữa bò. Còn cái hàng này thì là quay protein làm từ thịt gà. Đây nè anh em thấy không? Chicken protein isolate. Thì chút xíu nữa mình sẽ khui ra mình thử xem mùi vị nó như thế nào nha nè. Cái này thì vị sô cô la. Một hũ như thế này thì một xe binh nè. Một xe binh này 32g nha anh em. 32g. Thì nó làm cái dạng sample kiểu cái lọ bé bé như thế này, nhìn rất là đẹp nha. Rất đẹp. Thì để mình xem coi trên bao bì nó có cái gì. Ở đây thì mình không có tìm thấy nó để là bao nhiêu gram glutamin hay là bao nhiêu gram BCA hết á. Mấy cái loại dạng hộp bự thì không biết nó có để hay không, còn cái hộp nhỏ vậy thì không có để. Cái này là của công ty Ultimate Nutrition sản xuất nha anh em. Cái hàng công ty này nó có nhiều cái loại quay lạ quá. Ở đây thì nó có để nè anh em. Nó có để một vài cái từ. Mình dịch sơ nha. Cái lượng gram protein từ nó cao gấp 2 lần so với lại thịt gà bên ngoài á. Sodium thì rất là thấp nè. Và không có biến đổi gen đó. Còn về cái label của hàng này thì calorie này là 130 nha anh em. Calorie 130. Tổng phát thì 3g. Nói chung là cái này isolate nhưng mà nó cũng còn một số cái chất béo hay là đường vẫn còn chút đỉnh đó nè. 3g phát. Cholesterol thì 95mg. Sodium thì anh em biết bao nhiêu? Sodium mình có thể nói là nó thấp nhất từ trước tới nay mà mấy cái lỗ quay mình từng thấy luôn. Chỉ có 26mg sodium. Rất là thấp nha. Thấp hơn mấy cái lọ quay mà lúc trước mình cũng review mọi người. Carbon hydrate thì tới 6g nè, rất là nhiều. Sơ có 1g sơ luôn. Có 1g đường đó nha anh em. Còn protein thì chỉ có 21g protein thôi. 21g protein mà cái liều dùng này nó nặng là 32g. Vậy thì nó chắc cũng khoảng 70 mấy phần trăm protein ở trong một cái liều dùng này. Mình chưa có chia nhưng mà mình tính phỏng phỏng vậy thôi. Ngoài ra thì nó có thêm canxi, thằng này nó có tới 176mg nha anh em. Có thêm canxi nữa nè. Và chất sắt cũng có nữa. 3mg chất sắt. Thì cái quay này có thêm hai cái loại chất này nữa nha anh em. Mấy loại kia thì mình thấy hình như không có hoặc là có rất ít. Nhưng mà cái này thì nó có thêm cái này nữa. 3mg sắt và 176mg canxi. Đó. Thì cái này là quay isolate nè. Bây giờ mình sẽ mở ra mình thử nha nè. Cái này thì nó có cái siêu. Có cái siêu. Thì cái quay này hôm bữa mình đặt một đợt hàng R1 á mọi người. Thì nó tặng cho mình á. Bữa trước có làm một cái clip review vào R1 cho mọi người xem rồi đó. Thì cái này là mình được tặng nè. Được tặng. Thì anh em nào mà mua quay thì mình tặng lại cho mọi người. Vậy thôi. Cái nào mà mình được tặng thì mình sẽ tặng lại cho anh em. Để xíu nha, để mình tháo cái này ra. Này nó hơi dày. Cái lớp bạc này nó hơi dày á nè. Tháo nó hơi khó. Đây. Không biết uống như thế nào. Vị sô cô la này thơm nha nè. Mình thấy thơm lắm á. Nó thơm, cái mùi này nó thơm mà. Hay nói sao ta? Nó thơm cái mùi mà nếu mà anh em mà ăn trà bông rồi thì chắc biết cái mùi thơm của nó. Cái mùi này nó thơm thơm giống như mùi trà bông á anh em. Không biết mọi người hiểu sao nhưng mình thấy nó thơm.
Còn em thấy không, cái màu của nó, màu nó hơi hơi vàng vàng á, cái màu nó hơi vàng vàng. Để mình pha thử nha. Thì cái này nó chỉ có một liều dùng thôi, cho nên là mình sẽ đổ hết nó vào luôn. Ủa không biết ra sao đây. Ủa không ra hết ta. Thơm lắm nha anh em. Đợi xíu bây giờ để mình đổ nước vô cái. Để mình lấy cái ly, mình đổ ra cái ly nha anh em. Quay này thì mình nghĩ chắc là dễ tan lắm. Rồi đó, rất là nhanh tan nha. Để mình đổ ra cái ly cho anh em xem. Đây là cái màu sắc của nó đây mọi người. Wow, cái mùi vị của nó, cái mùi của nó rất là khác so với lại quay làm từ sữa nha anh em. Quay làm thịt gà là cái mùi của nó rất là khác luôn. Cái này mình cũng không biết bị tả sao nữa. Cái này chỉ có nước là mình nếm thử rồi mình mới trải nghiệm thôi, chứ giờ mình cũng không biết bị tả sao. Nói chung là thơm á, mình thấy nó thơm. Nó không có giống với lò quay đầu tiên làm từ sữa nha anh em. Anh em nào nếu mà nhai thịt gà mà đã ngán quá rồi thì mình có thể mua cái quay này nè. Quay làm từ thịt gà để mà mình thay thế nó. Thì cái này thì nó cũng được làm từ thịt gà mà. Nói chung là ngon lắm á. Cái vị này vị sô cô la, nhưng mà khi mà mình uống vào thì nó không có giống bất cứ cái hàng sô cô la nào mà mình đã từng uống nha anh em. Nó giống tại vì cái hàng này nó làm từ, nó không phải làm từ sữa ra mà nó được làm, nó được sản xuất từ thịt gà ra anh em, cho nên là cái nước khi mà mình nếm vào trong miệng mình á, nó cũng không có được mịn bằng cái quay làm từ sữa nha mọi người. Nó không được mịn bằng, nó còn còn lợn cợn giống như là nó, mình cũng biết phải nói sao bây giờ nữa, giống như là thịt gà mà nó xay lên mà nó chưa có nát nhừ anh em, kiểu như là nó còn cái thịt gà trong đây, mình cảm giác như vậy nha. Thì mình uống mình thấy sao mình nói vậy thôi, chứ mình không có nói nó quá lên nha anh em. Nói chung là lâu lâu uống quay lạ thấy ngon anh em, còn uống nếu mà mình uống lâu dài không biết nó ra sao đây. Thì hiện tại bây giờ cái quay này giá thì mình cũng chẳng biết nó là bao nhiêu luôn, tại vì cái này mình được tặng mà. Còn ngoài thị trường thì không biết nó có bài bán cái này chưa. Đây, đặt cái loại này nè. Mình nghĩ chắc nó có không rẻ hơn so với quay làm từ sữa đâu nha anh em. Thịt gà thì không biết gà này làm từ gà gì nữa, không biết là gà đất hay là gà công nghiệp. Nếu mà gà công nghiệp thì mình nghĩ chắc rẻ, còn gà đất thì chắc không rẻ đâu. Nhưng mà nếu mà làm ra từ quay mà làm thịt gà thì mình nghĩ chắc là làm từ gà công nghiệp quá. Đó là mình nghĩ thôi, chứ không biết là như thế nào nha. Mình sẽ uống hết cái này nha anh em. Rồi. Cái quay này mình thuê đắt lên chứ không nó bị đóng cặn ở dưới nè, nó rất là nhanh đóng cặn. Cái quay này khi mà mình lắc lên đó mọi người, cái bột quay nó không có tan hoàn toàn ở trong nước nha. Nói chung là nó còn lợn cợn ở bên trong nước á. Mình mới để chút xíu mình không lắc lên mà nó đóng cặn ở dưới nè. Nó khác quay đầu tiên ở chỗ đó nha mọi người. Quay đầu tiên đó, mình xin lỗi. Nó khác quay đầu tiên làm từ sữa chỗ đó. Quay đầu tiên mà làm từ sữa anh em để chắc phải lâu hơn, cái quay này nó phải lâu hơn, cái thời gian để nó phải lâu hơn thì nó mới đóng cặn nha. Còn cái này mình mới để chút xíu mà nó đóng cặn nè. Đây.
cái quay này uống cảm giác á giống như là thịt gà mà nó xay lên đó mọi người, giống như là thịt gà nó xay lên, không biết trước đó nó có chế biến chưa nhưng mà nó xay lên, kiểu như là nó xay lên đó, rồi cái thớ thịt đó mọi người, cái thớ thịt á nó còn nguyên á, nó còn nguyên, khi mình uống là mình cảm giác được cái thớ thịt nó còn ở trong cái nước đó mọi người. Thì anh em nếu mà muốn biết á thì cứ thử, có thể là mua về mình test thử uống mà nó lạ như thế nào nha. Thì nay mình chỉ làm một cái clip ngắn review với anh em về cái loại quay gà thôi nha mọi người. Thì cái clip của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Thời gian cũng đã hơi dài rồi, làm mất thời gian của anh em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt nha, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo nha. Bye bye.